Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Bàng quan hay bàng quang? Trước hết, chúng ta tìm hiểu về từ bàng quan. Bàng quan là tính từ gốc Hán. Bàng là bên ngoài, quan là xem. Bàng quan có nghĩa là đứng bên ngoài mà xem, chứ không tham dự vào. Thí dụ, thái độ bàng quan. Người bàng quan trước thời cuộc. Khách hàng bàng quan với sản phẩm mới. Thứ đến, chúng ta tìm hiểu từ bàng quan. Bàng quan là danh từ gốc Hán, chỉ cái bọng đái, là túi chứa nước tiểu. Thí dụ, ung thư bàng quang hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Vì thế, đây là hai từ hoàn toàn khác nhau. Tùy ngữ cảnh mà chúng ta dùng từ bàng quang hay bàng quang. Các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ rành rật hay rành rật. Mến chào tạm biệt các bạn.